của món thịt chó xem hiện tại là có thay đổi biến đổi gì không các bạn nhé. Vẫn là quán thịt chó của chị gái Trung Tuyến, đặc sản thịt chó 7 món này. Vẫn là trên đường Bắc Sơn này. Trời hôm nay là rất là tối rồi. À không phải tối lắm mà bây giờ là tầm 5 giờ hơn. Trời cũng hơi tối tối. Cho nên là video sẽ không được sáng lắm, mời các bạn thông cảm. Hôm nay là ngày cuối tháng nha các bác nhá. Cho nên là cuối tháng lại có thêm hai bác trai và bác gái ra hộ bán vì nó rất là đông. Đấy. Hiện thể thì đang ít khách thì sẽ hỏi thăm chị gái xem là hiện tại thịt chó của mình có biến động gì không nhá. Chào chào hai bác nhá và chào chị. Lâu lâu không qua đây, hôm nay lại qua đây chia sẻ cho mọi người món thịt chó chị nhá. Và tiện thể là chị cũng hỏi thăm xem là thịt chó mấy tháng nay không qua chia sẻ rồi có biến động gì không hả chị gái nhỉ? À thì vẫn cứ thế, mình bán vẫn cứ ngày mấy con nhỉ chị nhỉ? Đấy. Các bác nha, mặc dù là tình hình nó vẫn là rất là khó khăn rồi, nhưng mà chị gái bán thịt chó vẫn là bình ổn giá thì tiện đây hỏi luôn. Đấy, chị gái cho em hỏi một số giá cả của từng loại xem nào chị gái. Anh ơi, cái thịt hấp này thì là 300 một cân ạ. À thịt hấp. Thịt hấp của mình bây giờ vẫn 300 nghìn một cân. Bỏ hết xương rồi. Nói chung là tình hình là không có gì thay đổi không chị? Đấy thì chân chó vẫn 10.000. Rồi chó vẫn là 150 một cân. Và rượu mận vẫn thế chị nhỉ? Vẫn 250, coi như là không có gì biến đổi cho nên là giá cả vẫn vậy các bạn ạ. Các bạn đến với hàng thịt chó của chị là vẫn như vậy thôi, măng ăn 30.000 một bát hay là 40.000 một bát thì các bạn. Đấy, rượu mận vẫn 25.000 một lạng. Cân thịt trước và nước sau. Đấy. Rồi vẫn là 150.000. Chân to là vẫn là 25 một đôi. 25 một đôi chân to, chân nhỏ là vẫn là 20. Ô hôm nay là chị có cái lòng chó này. Cuốn ở đây à? Tim ấy. Cuốn tim. Đấy. Đây các bạn thấy không? Thịt của chị hấp khói nghi ngút trên mâm. Rất là ngon. Mọi khi là quán là bán ngày thường là không phải cuối tháng là không có hai bác ra hộ đâu. Hôm nay là ngày cuối tháng cho nên là có hai bác trai bác gái ra hộ bán vì đông khách hơn bác nhờ. Cứ 3 ngày cuối tháng bác nhờ. Cứ 3 ngày cuối tháng là sẽ đông khách hơn các bạn ạ. Đấy. Chị gái bán từ hôm mùng 3 rồi. Mùng 3 đầu tháng là bán rồi nhờ bác nhờ. Mùng 3 đầu tháng là bán rồi nên bạn nào thích ăn thịt chó là từ mùng 3 trở đi là các bạn có thể đến đây và ăn thịt chó, mua thịt chó của chị được rồi. Đấy. Đó thì hôm nay qua đây chia sẻ thịt chó mà mình cũng mua một chút về ăn thôi. Đấy là chia sẻ giá cả, hỏi giá cả cho các bạn biết để các bạn cập nhật thôi. Đấy, địa chỉ của chị đây. Trung Tuyến đặc sản thịt chó 7 món này. Đấy. Thôi, cảm ơn các bạn xem video, chỉ có 3 phút chia sẻ địa điểm và thịt chó của chị thôi nha các bạn nhé. Đấy, các bạn ăn thịt chó qua để ủng hộ chị. Các bạn nhé. Hiện tại lúc ấy anh em tôi vừa mới đưa anh em các bạn đến hàng thịt chó 7 món của chị gái xinh đẹp rồi. Đấy, anh em tôi cũng mua về một ít để thưởng thức vì ngày cuối tháng. Thật ra là tôi rất thích ăn cái món này. Ngày cuối tháng thì anh em tôi tháng nào cũng phải ăn. Đấy, hiện tại thì lúc đấy anh em tôi có mua mấy chị gái đấy 100.000 thịt hấp và rồi. Đấy, và 40.000 tiền rượu mận các bạn ạ. Và bắt măng kia là bắt măng 30.000. Đấy thì bây giờ thì mua về rồi. Anh em chúng tôi phải thưởng thức thôi. Đấy. Ăn thịt chó là phải có một ít cay cay. Đấy, nó vào mới vào. Đấy các bạn nhá, thì hôm nay hai anh em vừa. Đó. Thưởng thức thôi. Và mình thưởng thức cho mấy anh nhá. Quý. Các bạn nhá. Nào. Nào, nhìn theo nó một đấy, thưởng thức thôi. Đây. Cái này em pha quế hết chưa? Pha đầy đủ hết rồi. Chanh hết chứ kiểu phải không? Quất ớt đầy đủ hết rồi. Ok ok. Đánh bông rồi. Ừ, đây làm miếng nào. Bây giờ chỉ có chén thôi. Đây. Thịt chó chấm mắm tôm. Quốc hồn, quốc túy. Hết rồi. Cái này không thể thiếu được. Có chó này ăn được đấy. Làm miếng này nhỉ? Ngon đúng không? Ăn được. Nói chung là con này là thú dạng là chó già. Nhìn, da rồi. Nhìn nó biết là cái da các bạn nhá. Cái da của nó khá là dày và mà cái này có cái ăn nó ngọt.
Tầm này anh em mình ăn là thấy ngon rồi. Ngọt thịt mà nó mình vẫn còn răng. Chân là ngon. Nhưng là con chó này ăn là ngon. Cái dồi này, dồi cũng rất là dồi, mình rất thích ăn cái dồi ở quán này. Ăn được. Nó có cái là mùa đông nhỉ. Mùa đông cái gì nhìn mua về nó cũng nguội nguội. Hơn mùa nóng. Nói với anh em này, chúng tôi là tháng nào cũng mua về ăn, cho nên là chỉ quay chia sẻ anh em ăn một chút thôi. Đấy, anh em nào thích ăn món thịt chó, chúng tôi khen quán này là rất là ngon. Tôi khẳng định là ngon. Anh em nào không tin cứ thưởng thức đến thử một lần. Anh em biết, video này tôi dừng tại đây để cho anh em khác đến trải nghiệm các bạn nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video.